Chào toàn thể các bạn thợ đánh chim đêm nhá. Buổi sáng đi rỗi chim đã run thì quay cho anh em xem này. Đây được một con này. Đấy, khu vực đây được ba con cánh này nhá. Nhiều lắm anh ạ. Hôm nay chim đi nhiều lắm. Trên bàn này tối hôm qua gỡ được hơn 30 rồi nha. Anh em thấy nó dễ nhàng nhàng nha. Đấy, một con ở giữa lưới kia là 4 này. 4, 5. Còn trên bờ trục đường chứ không biết có được không? 5 con cánh này nhỉ. Ở thời điểm này anh em nào có nhu cầu sử dụng về lưới đánh hoặc loa đài âm ly thì liên hệ nhé. Số điện thoại em để có màn hình video. Lưới này là lưới mắt 8 phân, chuyên tổng hợp các loại rẽ, chót, tè vàng, chân hương. Thì những con chim đấy trong cái thời điểm này nó đang di cư khá mạnh nhỉ. Đây được con nữa này. Chỗ này sắn lưới không biết có được phải được không. Con tít thỏ này. Không phải. Bên bờ đường đây được con nữ này nha này. Mưa này đánh thì nó nổi lên bờ trục nhiều lắm anh ạ. Chỗ con chim lên bờ trục nhiều. Đây một con nữa này. Ui. Đúng hết bờ trục anh ạ. Chim có phồn thế. Đây. Một con này. Chim nó xuống bờ trục nó bay lên. Đây một con nữa này. Đấy lưới. Lắp trên kia một tí quay lại. Đây là một con này nha. Là cuốn ác này. Đừng bỏ kia không biết tắm này. Đang lắp bên kia. Con này cuốn này. Lát tươm anh em. Đây lưới sợi 15 cuốn ghê không anh em. Này gỡ tí hơn khó ấy. Đấy, còn anh em cứ thích đánh sợi 13 nó không bền. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó còn cuốn hơn cả sợi 15 này. Tím dưới đây thì không biết có được không. Và chỗ dưới này được nó cũng nhiều. Xuống đến bàn là khu vực dưới đây nha này. Không nhìn thấy dính mấy đâu anh nhá. Con chim này thì nó lại chờ mưa. Ngày hôm nay mưa thì nó lại đi mạnh. Con voi cá lọt rồi. Đây nhìn thấy được siêu sát kỹ nhưng mà nhìn thấy được mấy con rẽ anh ạ. Bàn dưới này thì nó mưa, nước nó ngập anh ạ. Này mới về ăn đòn nữa. Này mới mắc anh nha. Tận tận điểm cuối cùng. Trên mấy trên thì tôi lội thẳng xuống cho anh em xem. Úi giời, thụt quá nhỉ. Đây thì được mấy con nhỉ. Bắt hết lưới. Ui giời, đây mấy con này nhỉ. Ui giời ơi, một con nó nằm ở dưới đấy nó bay lên đâu. Sợ thật đấy. Đây được một đây. Tiếc không rồi nhỉ. Bắt ở đây mà nó nằm kiểu gì mà nó lại bay lên được. Hay là nó đang ăn dưới ruộng. Đây một con này. Đây đâu. Bay cắm cổ cắm đầu bay sang bên kia rồi.
kia thấy được một con nữa sao ấy. Dưới đây được 2, 4 này. Đây khả năng được 5 con anh ạ. Đây con nữa này. Đấy. Ăn tuần sườn sườn dưới không? Khả năng được 5 cháu. 5 cháu dưới đây. Trên kia được các chục con nữa. Bây giờ tối hôm qua được ba mấy con nữa thì chẳng phải bốn mấy con này ạ. Mới 50. Nói đói hôm qua rồi anh ạ. Ok nhé, các bác cần mua cái mẫu lưới mắc 8 này, liên hệ cho em nhé, số điện thoại để qua màn hình video. Còn lát nữa quay lên quay cái thành quả đấy, đêm qua nữa, để cho anh em cùng xem nhé. Anh em xem video đăng ký ủng hộ kênh cho em. Chào các bác đây.